Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip vào sáng ngày 21 tháng 3 năm 2023 chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn. Thưa quý cô chú anh chị, ở Sài Gòn thì có rất là nhiều những các cái con hẻm nhỏ nhưng mà ngoằn ngoèo và thông ra đường lớn. Đây là một trong số những các cái con hẻm đó, tuy nó không quá ngoằn ngoèo nhưng mà cũng là một trong những hẻm nhỏ bởi xe hơi không có ra vô được. Nếu có chăng thì xe ba gác có thể đi qua được thôi. Và thông với những cái con hẻm này là những các cái trục đường lớn hơn. Hôm nay Tuấn Dương sẽ chia sẻ với các cô bác anh chị một cái con hẻm này để có thể từ đây chúng ta sẽ đi ra được hai cái ngôi chợ. Cái ngôi chợ thứ nhất là chúng ta sẽ đi qua chợ Phú Thọ, và ngôi chợ thứ hai thì chúng ta sẽ đi ra chợ Thiếc. Đó. Cái hẻm này là thông với con đường Lê Thị Bạch Cát. Đây là đường ngày xưa gọi là đường Bắc Việt. Còn cái nơi hồi nãy mình đứng đó là có tên là đường Quân Sự. Mặc dù là đường Quân Sự nhưng mà nó lại khuất song song với cái con đường Lãnh Đinh Thăng nên có thể ít người biết. Và trong cái mùa dịch Covid thì cái khu vực này cũng bị cách ly rồi rào chắn lại, chúng ta không có thể đi ra ngoài được. Mà cũng lâu lắm hôm nay Tuấn Dương mới có dịp đi ngang qua. Trong này thì có rất là nhiều cái hẻm nhỏ hơn. Hồi dịch đó thì Tuấn Dương cũng có đi vô để gọi là không biết làm cái gì, thì cứ từ hẻm nọ đi qua hẻm kia, đi xe đạp, đi tập thể dục đó. Vì đường lớn có những đoạn thì bị chặn lại nên là mình phải đi cái đường nhỏ hơn, đường hẻm. Và hôm nay mình đưa các cô bác anh chị chúng ta đi hai cái ngôi chợ này để coi tình hình buôn bán gần tới ngày mùng 1. Ở trong Sài Gòn thì người ta quen gọi là ngày rằm. Đây đang là góc đường Lê Thị Bạch Cát cắt với đường Tôn Thất Hiệp. Lê Thị Bạch Cát thì ngày xưa có tên là đường Bắc Việt. Bây giờ về vỉa hè lề đường đó thì cũng được tuyên truyền rồi giải thích, vận động và thậm chí là phạt. Nên bà con cô bác lúc này họp chợ thì đều họp ở phía trong lề thôi chứ không có ai trưng ra ngoài. Và quận 11 có hai cái ngôi chợ mà Tuấn Dương thấy làm rất là tốt, đó là chợ Thiếc và chợ Phú Thọ. Khi mà chính quyền địa phương dẹp những các cái sạp hàng rong mà lấn chiếm lòng lề đường đó, thì mọi người đi chợ vào trong chợ được dễ hơn. Và đây cũng là nguyện vọng của rất là nhiều những cái tiểu thương có đăng ký kinh doanh và buôn bán lâu năm ở các cái ngôi chợ truyền thống. Ở đây Tuấn Dương thấy địa phương còn để những các cái bảng thông báo là phạt tiền những các cái trường hợp mà vi phạm lấn chiếm lòng lề đường. Theo đó thì phạt từ 1 triệu cho tới 2 triệu đối với hành vi là vứt bỏ rác thải hoặc là lấn chiếm lòng lề đường. Đây, với cái dòng chữ các bạn ghi là khu vực lập lại trật tự lòng lề đường. Đấy. Nói chung là chỉ có thể là những cái xe gắn máy được dừng dừng đỗ ở phía bên ngoài chợ để mua một chút hàng hóa sau đó đi luôn thôi. Thì cái phần lòng đường đó nó đã rất là rộng rãi, phù hợp cho bà con cô bác mình đi lại mua bán được dễ dàng. Thì
đây là một cái tín hiệu đáng mừng. Mình cũng cảm thấy rất là vui khi mà chính quyền địa phương làm được những các cái việc như vậy. Lòng lề đường không còn bị chiếm dụng để buôn bán kinh doanh, mà thay vào đó là đường đi. Chứ nếu mà trước đây khi mà chưa lập lại trật tự đó, thì chúng ta đi qua cái khúc đoạn ngắn ngắn đó thôi, phải mất có lẽ là từ 5 cho tới 10 phút. Nhưng bây giờ đi nó lẹ hơn rất là nhiều. Và giờ chúng ta đã tới con đường Công Chúa Ngọc Hân để đi ra phía Lê Đại Hành. Đây mình sẽ quẹo phải. Phía trước của cô chú anh chị là giao lộ Lê Đại Hành cắt với 3 tháng 2 Trần Quốc Toàn. Ở phía góc đường này, đằng sau cây xăng, các bạn thấy có một cái thủy đài rất là lớn. Ngày xưa Sài Gòn nhiều thủy đài lắm. Bây giờ thì nhiều cái thủy đài cũng vẫn còn, nhưng mà nó bị che khuất tầm nhìn bởi các cái tòa nhà cao tầng. Bây giờ chúng ta sẽ đi về phía chợ Thiếc. Đây những người bán bắp này. Bắp thường người ta đi rong như vậy, người ta sẽ bán là khoảng 10.000 thì 3 trái bắp. Đây, tới đây là chúng ta gặp góc giao lộ đường Tân Phước cắt với phó Cơ Điều. Đó, nhiều cô đã mua được đồ, là mua chuối, mua dừa, mua để cúng cho ngày mùng 1. Mình cũng không hiểu sao mà ở đây người ta lại gọi là ngày 1 Tây. Xin lỗi, ngày 1 âm lịch là ngày rằm. Đó, các bạn thấy trong nhiều ngôi chợ thì chợ Thiếc, chợ Phú Thọ được lập lại trật tự, vỉa hè, xe cộ đi lại khá là dễ dàng. Người dân thỉnh thoảng cũng vẫn đầy để xe gắn máy ở đây. Ở đây có một số người bán hàng có bày ra ngoài, nhưng mà người ta cũng bày một cách gọi là di động rồi. Nếu mà thấy trật tự đô thị tới thì cũng chạy. Nhưng mà đặc điểm ấy, của các cái tiểu thương mà buôn bán ở phía những các cái mặt tiền nhà mà gần chợ đó là không có phải trả tiền thuế, rồi mặt bằng thì trả với cái giá rẻ, nói chung là rẻ hơn rất nhiều so với những cái người buôn bán ở trong chợ. Hai nữa là có lợi thế, không có phải gửi xe cộ gì cả, nên là cũng nhiều người thấy tiện thì họ sẽ ghé vào hay họ mua hàng. Đó, và cái con hẻm này đó các bạn, thì cũng là hẻm thông.
này cộng đồng người Hoa sinh sống nha các bạn. Đây đang là hẻm 608 đường Tân Phước. Cô bác anh chị nhìn những các cái ngôi nhà của người Hoa này. Trên là cái chữ Ngũ Phúc Lâm Môn, rồi bàn thờ Thiên, bàn thờ Địa. Tới đây là hẻm 168 Trần Quý. Hẻm rộng. Đây là các cái khu phố của người Hoa các bạn. Nếu mà quẹo phía bên tay phải đó là chúng ta sẽ ra đường Tạ Uyên. Bên kia cô bác anh chị nhìn thấy mà có cái tiệm là bún mì vàng Tiến Phát, hủ tiếu Thập Cẩm. Trước các bạn, cái ở đây có một cái quán cà phê này ở ngay góc đường Dương Tử Giang cắt tới đường Trần Quý, cà phê mang về Milano. Mà sau cái mùa dịch cái quán cà phê này cũng đóng cửa, kinh doanh không còn hiệu quả nên là chủ trả lại mặt bằng. Buôn bán không phải lúc nào cũng được thuận lợi. Ở các cửa hàng sửa quần áo hay dây kéo. Đây là rồi, cho một cây đi. Một cây chứ ạ. 20 cây nào bự bự. Phát tài. Dạ rồi, cảm ơn. Dạ. À, ngày mùng 1 những cái cây phát tài bán rất là được. Alo. Dạ nghe. Dạ dạ nghe cô. Ở đây thì thỉnh thoảng cô bác anh chị có thể thấy một số người đi chợ, đi bộ đó, nhà ở gần thì các cô bác ấy sẽ đi bộ ra khu chợ Thiếc này mua những các cái loại như là trái cây, bưởi, rồi cam, rồi xoài, chuối. Cũng có những cô chú ngồi bán ở vỉa hè này các bạn này. Đó, thì là bán bưởi, bán chuối, bán quýt, rồi bán bông, bán lá bưởi. Đó, có cả gỏi cuốn, bì cuốn, giá là 8.000 đồng. Rồi. Thường là chợ ngày rằm đó các bạn, rất là nhiều món. Đó. Đấy, cây vàng mã. Thank you.
các khu chợ. Ngày hôm nay trái cây thì nhiều người mua bưởi, chuối, sa cô chê. Wow, trước ở khúc này là các bạn này trái cây rời về 95 Trần Quý. Ngày xưa chị thuê được cái mặt bằng này. Bún mì vàng rời về Nguyễn Chí Thanh. Ở mấy cái chỗ bán trái cây rồi này nọ nó đều di rời. Là bên quận 11 lập lại trật tự vỉa hè rất là tốt nhé. Và nếu mà làm như vậy đó thì bà con tiểu thương ở đây cũng rất là mừng. Đặc biệt là những cái tiểu thương mà ở sâu trong chợ, người ta cảm thấy buôn bán sẽ được tốt hơn, thuận lợi hơn. Vì cái lý do là khi mà dẹp lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường và không còn những các cái người bán rong, bán ở phía bên ngoài đó, thì người đi chợ sẽ vào chợ dễ hơn, cũng như là cái cạnh tranh nó sẽ sòng phẳng và công bằng hơn. Rồi, mời cô bác tiếp tục đi vô. Thỉnh thoảng cũng có những người bán hàng rong, bán vé số, cuộc sống mà các bạn. Đôi khi đuổi thì chạy thôi. Đó, những cái gánh này khi mà trật tự đô thị hay là lực lượng quản lý của chợ đi đuổi thì người ta sẽ gánh phù té chạy luôn. Nhưng mà cô bác thấy là cái vỉa hè đó đã khá là thoáng. Đây, những cái khu bán vàng mã này, sạp 369, có mấy cái sạp ở đây bán sỉ hoặc là bán với cái giá tiền rẻ đó thì nhiều người thích mua. Rồi, mứt dừa 15k một bịch. Các cái góc ngã tư này các bạn cũng được dọn dẹp rất là sạch sẽ, không có lấn chiếm. Rồi các loại bánh tổ, bánh phát tài, với bánh của người Hoa. Tới đây là cái khu bán vàng này các bạn. Rồi bây giờ Tuấn Dương sẽ tiếp tục và mời các cô bác anh chị ta đi về phía chợ Nguyễn Tri Phương. Đây đang là con đường Trần Quý thuộc phường 4 quận 11. Cái hướng này đó chúng ta sẽ đi thẳng về sân vận động Thống Nhất. Ngày xưa thì tên gọi là sân vận động Cộng Hòa. Quẹo trái là con đường Lê Đại Hành, ngay góc Trần Quý với Lê Đại Hành. Quẹo trái thì chúng ta sẽ về 3 tháng 2 Trần Quốc Toàn. Còn hướng quẹo phải thì chúng ta sẽ đi về con đường Thuận Kiều các bạn ạ. Còn trước mặt chúng ta đây là đường Hòa Hảo. Khu vực này thì chuyên bán các cái đồ
ra rồi phụ kiện để làm ghế salon, phụ kiện túi sách, giày, cặp, ra rồi các loại khóa kéo, rồi mút xốp. Những cái hộ kinh doanh buôn bán ở đây thì người ta chỉ bán đến chừng khoảng 5 đến 6 giờ chiều thôi. Này thì cũng có những cái chỗ bán phụ kiện, đây này, chuyên bán mặt hàng giả da, lót đế pu, đế các loại, nguyên liệu, phụ liệu, giày dép, rồi các cái tấm da, tấm mút xốp, để tấm trải sàn để làm, nói chung là đệm cách âm, đó, mút xốp. Mọi người mua những các cái tấm mút xốp về để làm cách âm. Ở đây các bạn nhìn thấy anh ấy chở giỏi chưa? Nguyên một cái cây, mấy cây ra là 4-5 cây lận. Đây quẹo trái đây thì chúng ta sẽ đi vào khu cư xá Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 10. Giờ mình sẽ đi ở cái khúc trên vỉa hè này để đi xuyên qua cư xá. Đây là một cái cư xá có 5 lầu. Ở dưới này các bạn nhìn thấy mọi người cũng buôn bán là các cái vật liệu như là phụ liệu, giày dép, túi sách. Đó có cái lối đi vô này các bạn này. Đó, đây có đề biển là xin vui lòng dắt tắt xe máy dẫn bộ khi ra vào cư xá. Đó. Rồi ở dưới này thì mọi người trải những các cái tấm da ra và ra cắt. Ồ, xem đi nhờ này. Ở đây có một cái tiệm là bún bò An Cựu, 116 cư xá Lý Thường Kiệt. Rồi bữa nào thì mình sẽ ghé ở đây ăn. Mọi khi cứ hay ghé đây ăn. Quán này cũng khá ngon, quán của chị người Huế. Đây chúng ta đi vô trong nhé. Đó. Đấy, lối đi vô cư xá đó các bạn. Ở trong thì nó cũng khá là tối. Rồi chúng ta đi ra ngoài. Rồi bây giờ mình sẽ đưa cô bác anh chị chúng ta đi về khúc Nguyễn Lâm, mặt tiền của chợ Nguyễn Tri Phương. Có một số clip thì Tuấn Dương quay rất là kỹ và chi tiết cái ở trong chợ. Ngày hôm nay thì mời cô bác anh chị nhìn một số những các hình ảnh ở phía bên ngoài. Tới đây thì chúng ta sẽ gặp cái khu chợ điện tử Nhật Tảo. Nó gồm có mấy cái tuyến đường mà bán nhiều
đồ điện tử, người ta gọi chung là chợ điện tử, đó là khu Nguyễn Kim, rồi khu Nhật Tảo. Đây, người ta bán các cái đèn LED này. Các cửa hàng bán đồ điện tử, đèn LED, camera, loa. Đây, chúng ta quẹo phải vào đường Nhật Tảo nhé, hướng về phía giao lộ Nhật Tảo cắt với đường Nguyễn Lâm. Rất nhiều âm ly, loa đài, loa kéo, củ loa to bự chà bá luôn. Ở Việt Nam thì nhiều người quen gọi cái nền kinh tế vỉa hè, người ta gọi một cái từ nó cũng rất là mỹ miều, nền kinh tế của vỉa hè, có nghĩa là mọi thứ thì đều bày ra vỉa hè để bán. Đây, những người bán tỏi này, người ta có cái xe là cứ kéo đi chỗ nào rảnh, chỗ nào trống thì dừng lại mua. Những sạp bán rau củ quả, bán bông, trái cây. Gần tới ngày mùng 1 rồi. Đây là vòng xoay tượng đài Quang Trung, kỳ đài Quang Trung. Chúng ta sẽ đi về đường Bà Hạt. Chợ Nguyễn Duy Phương. Mặt này là mặt đường Bà Hạt. Đây là góc giao lộ Ngô Quyền cắt với đường Bà Hạt. Hướng đi thẳng này thì chúng ta sẽ gặp nút giao Nguyễn Tri Phương. Từ đường lớn Tuấn Dương sẽ đi vô trong hẻm nhỏ. Đây là góc Nguyễn Tiểu La này, cắt với đường Bà Hạt. Mình sẽ quẹo trái. Khu vực này thì có những các cái con hẻm nhỏ, nó dạng bàn cờ song song với những các cái trục đường chính, hẻm nhỏ nhưng mà cũng rất là đông khách. Chúng ta đi vô nhé. Hẻm này thông ra tận Nguyễn Tri Phương này các bạn. Trong hẻm này thì cái mật độ xe nó ít hơn là con đường chính. Hẻm này cũng rất là giá trị. Hẻm này thì xe hơi có thể vào, nhưng mà vào rất là khó khăn, bởi vì khi mà vào đây đó, nhiều người ta để xe máy ở phía trước cửa thì
muốn đi sâu vô trong đó là phải lại dắt xe của mọi người đi sâu vô trong. Đây, mình sẽ quẹo phải nhé. Cái hẻm này là 142 đường Nhật Tảo này. Rồi đây thì quẹo trái, chúng ta sẽ ra chợ Nhật Tảo. Và tới đây thì Tuấn Dương cũng xin tạm dừng video. Cảm ơn các cô bác anh chị đã dành thời gian theo dõi. Hãy đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để đồng hành cùng với Tuấn Dương trong những video mới. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.